Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Rocket2P. Và ngày hôm qua, chính xác là tối ngày 19 tháng 8 và rạng sáng ngày 20 tháng 8 đã xảy ra một vụ việc có thể nói là chấn động và rất là khó hiểu ở trong tựa game Dry Kingdom, khi mà ở cụm KVK 11098, một cụm KVK mình có thể nói rằng là hấp dẫn và mạnh nhất kể từ khi cái tính năng mà Vương quốc đã mất ra mắt ở trong tựa game Dry Kingdom. Đó là phía Liên minh 5 Kingdom đã bị xóa mất 3 pháo đài ngay trong những giờ phút rất là quan trọng. Điều này đã khiến cho nhịp độ của Kingland giảm đi và cũng tạo nên một cái chấn động ở trong cộng đồng, khi mà mọi người đều đặt câu hỏi đó là chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Thì trước hết cho mình tóm tắt lại một chút về cái cụm KVK này. Cụm KVK này có sự tham gia của rất nhiều Kingdom mạnh, những liên minh nổi tiếng và có máu mặt ở trong tựa game. Chúng ta có thể kể đến như là 1365 với một liên minh là JST đã có tổng lực chiến lên tới 18 tỷ 8, và mình nghĩ rằng cho đến thời điểm này thì đây vẫn là liên minh có tổng lực chiến từng đạt được cao nhất. Chúng ta có 412 với sự góp mặt của 33TC, một người chơi với hơn 1 tỷ 200 sức mạnh ở trong game. Chúng ta có sự góp mặt của 401, cũng là một kingdom rất là mạnh với Idol Death Squad. Ngoài ra chúng ta có những gương mặt khác cũng rất là quen thuộc với những cái tên mà chúng ta thường là chúng ta sẽ biết như là C9N ở JWM. Và đặc biệt chúng ta có sự góp mặt của 1636, một kingdom Việt Nam có thể nói là gần như thuần Việt. Diễn biến của kỳ KVK này đó là với xuất phát điểm của 1636 nằm ở góc 12 giờ và bị kẹp giữa 401 ở góc 11 giờ và 1365 ở góc 1 giờ. Thì ngay từ khi bắt đầu KVK và với cái map được lộ diện đấy, thì gần như là phía 636 đã xác định khả năng rất cao họ sẽ gặp một cái khó khăn lớn. Và như vậy thì 636 đã bị nhốt ở zone 4 bằng rất là nhiều pháo đài từ phía 401 cũng như là phía 1365. Mục đích như thế này để phía liên minh 401, 1365 và 1412 họ có thể biến từ 3 đánh 5 thành 3 đánh 4, tránh trường hợp bị quấy rối và bị áp đảo bởi quân số ở trên open field. Thì ở đây chúng ta tiếp tục có một màn 1365 cân 7708 ở 64 và 474. Thì trận đấu đó thì cực kỳ gay cấn và đánh mấy ngày đêm liền, rất là bất phân thắng bại, khi thì bên này chiếm đèo, khi bên kia chiếm đèo. Và lúc đó thì 1636 ở trong cũng đánh ra, và 1365 thì cũng đánh ba mặt trận, đánh cả ở cánh phía bên kia cùng với 401 nữa. Thì thế trận rất là giằng co, và cuối cùng thì chúng ta có được một thế trận vào kinh len rất là cân bằng, khi mà phía 5 liên minh họ cũng kiếm được 4 đường để vào kinh len, còn ở phía liên minh 3 kingdom thì họ cũng có cho mình được 4 đèo 7 để vào trong cái kinh len này. Thì thế trận khi vào kinh len, chúng ta ngay lập tức được thấy rằng phía phe 3 có vẻ họ lại áp đảo khá là bất ngờ, khi mà trước đó ở cuộc chiến đèo 6 ấy, họ đã mất rất là nhiều lực. Thì có một phần là do 1664 họ đã có một pha ăn đèo hơi bị lỗi khi phải ăn đến 2 lần thì mới ăn được cái đèo 7. Điều này khiến cho việc họ xây cờ chậm, khiến cho thế cờ của phe 3 ngay lập tức họ có thể nói là họ đã chiếm được khoảng từ phía pháo đài của C9N ở đây trải dài xuống cái đèo 7 này, là gần như phía phe 3 họ đã chiếm được khoảng 55 đến 60% kinh len. Thì vào thời điểm đó thì có thể nói là lực của hai bên đã rất là yếu, đa số là các bot của hai bên thì gần như đã thiệt hại rất là nhiều lính rồi. Kể cả Idol 33 của chúng ta cũng đã tụt từ hơn 1 tỷ 2 pound xuống còn khoảng hơn 900 triệu. Còn tất cả những người chơi mà tầm khoảng 100, 200 triệu thì 300 triệu, thậm chí là 400 triệu cũng đã tụt xuống còn dưới 100 triệu pound ở trong cái trận kinh len này. Thì kết quả vẫn đang cực kỳ gay cấn cho đến khi mà 1636, những người anh em Việt Nam chúng ta, sau những ngày dài farm và tích trữ lương thảo trong zone 4 đã đặt được pháo đài ở vị trí, chúng ta có thể thấy là ở cái vị trí cạnh cái pháo đài của HC9N ở đây, để từ đó đi vào kinh len thông qua cái đèo 7 này. Và với việc tham gia của 636 thì cái kèo kinh len này đang từ 3 đánh 4 nghiễm nhiên trở thành 3 đánh 5, và với 1636 góp phần vào open field nữa thì gần như rằng thế cục đang cực kỳ bất lợi cho phía 412, khi mà tất cả những người chơi của 412 đã chiến đấu từ đầu KVK đến giờ, cũng như là phía ba liên minh đã chiến đấu từ rất là lâu, khiến cho số lượng lính và số lượng tài nguyên của họ còn khá là ít. Đương nhiên là phía phe 5 cũng không khá hơn gì nhiều, nhưng rõ ràng với việc tham gia của thêm một kingdom nữa thì lợi thế là rất là lớn. Thì với cái thế trận như vậy thì khởi đầu của ngày hôm qua đó là một pha bị xóa pháo đài của BC của kingdom 1269 ở cái vị trí này. Thì sau khi bị xóa pháo đài như vậy thì gần như tất cả những cái lãnh thổ màu hồng chúng ta có thể thấy ở đây nối với pháo đài của BC họ đã bị mất hiệu lực,
và rất nhiều thành viên của BC đã bị zero vào cái thời điểm này. Thì ngay sau đó thì BC đã đặt một cái pháo đài mới, nhưng vào thời điểm đó chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đó là tại sao lại xóa pháo đài. Nhiều người cho rằng đó là một pha nhầm lẫn. Ngay sau đó thôi thì King Land đã được đẩy lên một cái cao trào mới, đó là khi vào cái thời điểm mà 636 và 74 đã tụ được trên Open Field rất là đông và chuẩn bị đánh một pha mà có thể nói là quyết định vào 1365 ở trên Open Field. Khi mà lúc đó thì phía 1412 họ đã gần như là an bài rồi, họ không thấy động tĩnh gì nhiều, và trên King Land thì vẫn là còn 1365 là cái vẻ hoạt động mạnh nhất. Thì ngay cái thời điểm mà hai bên đang say máu đánh Open Field như vậy thì đột nhiên có một thông tin báo về, đó là pháo đài của 1636 đã bị xóa. Thì điều này rất là bất ngờ, tất cả người chơi, từ những người xem, những người đi hóng KVK và những người tham gia ở trên Open Field lúc đó thì họ đều cảm thấy bất ngờ khi mà bị xóa pháo đài. Ngay lập tức thì toàn bộ Open Field của 1636 rút quân về. Đồng thời thì bên phía 401, 1365 và 1412 họ đã liên tục mở rally vào những cái thành phố của 1636. Ở phía dưới này thì tương tự 708 cũng bị xóa mất cái pháo đài ở vị trí đèo 7, dẫn tới việc là những cái cờ ở vị trí ngay sau đèo 7 này. Thì điều này đã dẫn đến một cái hệ quả thì gần như tất cả những thành phố và những người chơi không online và không có chịu tele về zone sau, không kịp bật khiên thì đều đã bị zero cả. Thì ngay sau đó không lâu thì có một cái hiệp định đình chiến từ phía của 401, 412 và 1365 cho phía Nam Liên Minh. Thì họ đã quyết định là đề nghị là ngưng chiến để tìm hiểu lý do, tức là thể hiện một tinh thần fair play. Nhưng mà tất cả chúng ta khi mà chúng ta xem ngày hôm qua thì chúng ta đều biết và đều chứng kiến là mình có thể nói là gần như tất cả thành phố của phía mà bị mất cờ xóa pháo đài đã bị zero hết, trừ những người mà người ta online và những người bật khiên trước khi offline. Vậy bây giờ thứ nhất, liệu cái việc mà phe 3 họ zero những nhà của phe 5 là đúng hay sai? Thì có rất nhiều người chơi nói rằng làm như vậy là không công bằng, chơi không fair play, bị xóa mất pháo đài và tự nhiên lại zero người ta, đáng ra là phải chờ để xem thế nào, đáng ra là không được tấn công, đáng ra là phải hủy rally. Nhưng cá nhân mình cho rằng thứ nhất, cái việc mà bị xóa pháo đài gần như chúng ta không thể biết trước được là tại sao bên kia lại xóa pháo đài. Nhất là trong một cái chiến trường đang căng thẳng như thế này, thì nếu như chúng ta thấy được cơ hội, chúng ta phải gọi là chớp thời cơ chứ không thể nào mà ngồi chờ đối phương giải thích được. Thì cái việc mà ngay lập tức 412, 401 và 1365 họ tổ chức rally rất là đông như vậy thì mình đánh giá là dễ hiểu. Sau khi mà cái King Land đã trở thành một cái tiệc nướng BBQ thì phía Liên Minh Ba Kingdom họ đã dừng rally lại. Và cả hai bên hiện tại chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà chúng ta soi cái map này sẽ thấy là tất cả đều đang farm ở trong King Land rất là hòa bình, farm man rợ và đào red. Tiếp đó về vấn đề là liệu có phải rằng ba kingdom của chúng ta đã bị hack hay không? Thì điều này mình nghĩ rằng chúng ta nên chờ thông báo chính thức từ phía Lilith, cũng như là chờ thông tin từ những người trong cuộc, tức là những cái leader, những cái R5 của tất cả những kingdom, những liên minh ở trong cái kỳ KVK này. Những phe bị xóa pháo đài đều ở phía 5 kingdom và trong cái thế là họ đang thắng thì họ đột nhiên bị xóa pháo đài. Thứ hai là cái thời điểm xóa rất là nhạy cảm. Và liệu rằng hacker ấy, tại sao người ta lại hack đúng được cái nick của người đó? Đúng không? Ví dụ chúng ta có 3 liên minh, tại sao lại hack đúng được 3 cái R5 của 3 cái liên minh như vậy để mà xóa pháo đài, để mà xóa cờ? Và thứ hai, tại sao họ lại chỉ xóa pháo đài và xóa cờ trong khi họ hoàn toàn có thể phá nick của người chơi đó luôn? Mình lấy ví dụ như có thể lấy chọc vàng còn thừa úp vào những cái tướng tào lao, hoặc có thể sử dụng hết game để mua những thứ linh tinh đó, hoặc là chúng ta có rất nhiều cách như xóa lính, tức là sẽ có thêm một cái tác động phụ để phá những tài khoản đó. Nhưng mà chúng ta không thấy các bạn ạ, chúng ta chỉ thấy duy nhất một cái việc, đó là pháo đài bị xóa dẫn tới thay đổi cục diện trong Open Field. Có một số ý kiến nói rằng là cái sự việc này xảy ra có thể do các leader họ sử dụng cái việc mà nạp gift, tức là họ đã cung cấp thông tin ảo của họ cho những cái người chơi khác, thì dẫn tới việc những người đó bằng một cái tác động ở bên ngoài hoặc bên trong game thì họ đã vào ạc và thực hiện cái việc này. Có một số ý kiến trên Facebook thì cho rằng là đã có những hacker họ thâm nhập vào hệ thống của Lilith và tìm ra tài khoản của những người này, đồng thời họ thực hiện việc xóa pháo đài. Thì hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức hay là bất cứ một thông tin gì. Cái việc mà hack lên hệ thống thật sự là rất là khó, nhưng cũng không phải là bất khả thi. Và nếu như thật sự rằng hệ thống của Lilith đã bị hack thì cái điều mà mình quan tâm lớn nhất hiện tại ấy, đó là liệu tài khoản của các bạn ấy nó có được an toàn nữa không, khi mà một người chơi nào đó có thể một ngày vào nick của các bạn và làm bất cứ cái việc gì ở cái nick đó.
thì liệu phải công sức các bạn chơi cả năm trời nó bị công cốc không? Tiếp nữa đó là việc liệu cái kỳ KVK này sẽ diễn ra như thế nào? Thì có vẻ như KVK 11098 hiện tại tất cả mọi chiến sự đã được dừng lại và đã có một cái hiệp ước từ hai bên. Nhưng thắng bại thì vẫn chưa được phân. Có một số người đang nói phương án giải quyết tốt nhất đó là roll back lại server, tức là làm cho những cái dữ liệu ở cái cụm KVK này trở về trước đó một ngày. Thì đối với mình cho rằng điều đó là gần như là không thể và không khả thi. Thứ nhất, các bạn sẽ làm xáo trộn lên cái dữ liệu của game, bởi vì không phải là bạn run lại một server nó đơn giản như vậy, bởi vì đơn giản là cái ngày hôm đó và ngày hôm sau các kingdom khác họ đã đi trước các bạn một ngày, bây giờ bạn run lại nó sẽ dẫn tới việc là rất là nhiều cái thứ rắc rối xung quanh và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều người chơi. Nên là cái việc run back mình nghĩ rằng tỷ lệ rất là thấp. Thứ hai, quà đền bù. Thì đầu tiên chúng ta phải biết rằng quà đền bù sẽ chỉ có khi lỗi đến từ phía hệ thống của Lilith, tức là họ đã để lộ thông tin hoặc họ đã để người khác tác động vào tài khoản của các R5, thì lúc đó sẽ có đền bù từ phía của Lilith vì đó là lỗi của họ. Thì chúng ta cũng chưa thể khẳng định được đây là có phải là một vụ hack nick hay có một cái tác động gì đó ở ngoài hoặc ở trong game mà khiến cho cái sự việc này xảy ra. Thì các kingdom khác thì mình không biết, nhưng mà phía 1636 thì mình thấy ở trên group Facebook thì rất nhiều người bình luận rằng ông R5 đó đã chơi với 1636 thậm chí lên đến cả mấy trăm một ngàn ngày rồi, và cái độ tin tưởng chắc chắn là rất là cao và rất là khó để có thể 3-4 ông R5 cùng một lúc mà thực hiện việc xóa pháo đài này. Như vậy là video của mình về thông tin cái vụ việc xảy ra ngày hôm qua đến đây là hết. Liệu các bạn có thêm một cái thông tin gì mới thì có thể cập nhật ở dưới phần bình luận để tất cả anh em cùng được tham khảo nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.